Cái này nhiêu bịch chú? Tính 22 à. Cá mềm thôi, còn có bịch không? Còn bịch này cũng vậy hả chú? Ờ cũng vậy luôn. Còn hai bịch này tới 24 rồi. Thì đẹp hơn nè, cái dạng nó cũng đẹp. Nó đẹp quá nọ. Chào mừng bạn đến với kênh Thủy Sinh Vlog. Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông. Để nuôi hồ sông. Cá này cá lớn mà. Này nó thường lắm, cái mấy con cá này nè nó có màu sắc rồi đẹp. Cá này nó có một màu rồi, nó đâu đẹp đâu. Cá này cá lớn phải vô đu ở trong vô đu hoài nó chặt lắm. Đó giờ giữa hai cái bình này mua bình nào. Cái này đi, nếu mà hai cái nhỏ thì lấy cái này tụi nó cũng phong phú hơn. Nó nhiều màu hơn. Ít thì ít nhưng mà nó nhiều màu đẹp nè. Chào mọi người, mình đang ở chợ cá cảnh Lưu Xuân Tín ở thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, có bèo. Có bèo nè. Mời lấy cho anh hai cái hồ bên này cũng có nè. Một rừng cá luôn. Này nhiêu bịch vậy cô? Cô lấy cho con hai bụi. Cái hồ dưới nó đang đổ ra, nó đổ đi.
hậu không, ở dưới mắt chị không chịu đổ. Cho con bụi này coi. Cái hồ dưới sao không chịu đổ? Có hồ nào đổ ngoài đó đó. Này nhiêu bụi vậy chị con? Cho con hai bụi. Hai bụi. Quay du lịch. Tết là một dịp người dân Sài Gòn rất là mê chơi cá cảnh nên họ ra đây mua rất là nhiều nha mọi người. Thì khu vực này nằm ở trên đường Lưu Xuân Tính, quận 5. Mọi người đi đường Trần Hưng Đạo nhé, sẽ ra được đến khu vực bên này. Ở đây bán mấy cái hòn nhỏ này. Em ơi, mình có bán cái hồ kiến nhưng mà dạng bán cạn không? Cái hồ nó nghiêng nghiêng á để làm hồ bán cạn á. Lấy cho anh hai miếng lọc này. Cho con hai miếng bông lọc trắng hả con? Bông lọc trắng ở cái này nè. Rất nhiều đồ luôn nha mọi người. Con này nhiêu vậy em? Cá sấu này nhiêu vậy?